Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trong Vương Thành chỉ còn lại Xà Không và hai vực chủ khác. Thời cơ mình ra tay đã tới rồi. Mặc sao vương cấp có Xà Không tọa trấn, thế thì mình sẽ hủy hoại những mặc sao cấp vực chủ trước. Chuột của nhân tộc, ngươi dám? Ta có gì mà không dám chứ? Cùng lúc này, nơi nào đó của chiến trường, chỉ là nhân tộc nhỏ bé. Không, mặc sao của lão tử. Cơ hội tốt. Ngươi tìm cái chết. Xem ngươi lẽ kiểu gì. Chết rồi ư? Long tộc. Long tộc không phải đều ở Bất Hồi Quan hay sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Nhanh đi giúp đỡ. Vâng. Không hay, uy áp này, nó lại là một con cổ long. Không kiêng nể mà phá hoại chính là sướng nhất. Người tìm chết. Người rất sướng có đúng hay không? Đánh. Các người cũng có thể biến lớn như vậy sao? Ra ngoài đánh, chúng ta đảm bảo khiến ngươi sung sướng đến chết. Chết tiệt, Long Khô. Nhìn thấy uy võ lớn mạnh, nhưng lại không thể nào lẽ được công kích của kẻ địch. Hơn nữa, móng vuốt của rồng khiến cho thương Long Thương quá là khó chịu. Có hai tên này chặn lại, trong khoảng thời gian ngắn, mình căn bản không thể nào vào Vương Thành được. Phải làm thế nào để tiếp tục hủy hoại mặc sao đây? Vực chủ mà Xài Phương bọn họ dụ đi, có lẽ rất nhanh cũng sẽ quay lại. Muốn xông vào trong đó, xem ra chỉ có thể dùng sát thủ giản. Vào lúc này, phương hướng của đại diễn quan. Sứ tỷ xuất quan rồi sao? Thành công thăng cấp lên bát phẩm. Hai người bọn họ cứ giao cho ta. Chỉ là bát phẩm nhỏ bé, đừng xem bản thân mình quá quan trọng. Không đúng, bát phẩm này có gì đó bất thường. Không, chỉ là vực chủ. Đừng xem bản thân mình quá quan trọng,